Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền hình ảnh một nhóm người trong trang phục thanh niên sung phong vào quán karaoke hát hò nhảy nhót gây bất bình dư luận. Theo nội dung video, nhóm này khoảng 10 người bước vào quán karaoke rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát trong trang phục mát mẻ. Tiếp đó, video chuyển cảnh bên trong phòng hát, nhóm người này nhảy múa phản cảm trên nền nhạc hành khúc ngày và đêm remix. Dưới video là dòng trạng thái, 2 năm nhanh thôi mà, Paris vẫn đợi các anh. Lần theo địa chỉ ID trên video, được biết trang mạng xã hội đăng tải video này là kênh tiktok có tên Karaoke Paris Club Linh Đàm với 11.400 lượt theo dõi. Đoạn video đã khiến nhiều cư dân mạng bất bình vì làm xấu hình ảnh của lực lượng thanh niên xung phong. Liên quan đến sự việc này, ông Võ Xuân Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý hành vi vi phạm nếu có. Liên quan đến video trên, ông Ngô Văn Trang, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ giải trí Mediastar là pháp nhân quản lý hệ thống Paris Club đã xác nhận sự việc. Theo ông Trang, địa điểm quay trong video là cơ sở 2 của Karaoke Paris Club ở khu đô thị Tây Nam Hồ, Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nhóm thanh niên mặc trang phục biểu diễn có màu sắc và kiểu dáng giống trang phục của lực lượng thanh niên xung phong là bạn của một nhân viên đang làm việc tại đây. Họ đến tổ chức liên hoan chia tay một số bạn nhân viên vừa khám nghĩa vụ quân sự, sắp lên đường nhập ngũ. Một nhân viên đã quay video và đăng trên kênh TikTok mang tên của quán. Ông Trang cho hay cũng theo ông Trang, kênh TikTok mang tên quán do một nhân viên quản lý. Khi phát hiện sự việc, tôi đã yêu cầu gỡ video ngay lập tức, ông Trang nói và cho biết đây là ý tưởng bột phát của nhóm bạn trẻ. Nhân viên do có phần thiếu hiểu biết nên đăng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh lực lượng thanh niên xung phong. Sau sự việc này, công ty đã tổ chức quán triệt tới toàn thể nhân viên, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quay clip tại cơ sở cũng như việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội để không xảy ra những sự việc tương tự ông trang nhấn mạnh